Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh đúng nơi đăng ký ban đầu trên thẻ bảo hiểm y tế, xuất trình đầy đủ thủ tục, thẻ bảo hiểm y tế cùng giấy tờ chứng minh nhân thân có ảnh, thực hiện chuyển tuyến theo đúng quy định nếu có. Khi đó, người tham gia sẽ được bác sĩ có chuyên môn chỉ định thực hiện khám, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cần thiết để chẩn đoán và kê đơn thuốc điều trị, với các thuốc trong phạm vi chi trả của quỹ bảo hiểm y tế sẽ được bệnh viện cấp sau khi hoàn thành quy trình khám bệnh. Như vậy, người tham gia bảo hiểm y tế không thể tự đi khám sau đó, mang đơn thuốc được kê đến nơi đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu để được cấp thuốc theo chế độ bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, trường hợp người tham gia được cơ sở khám chữa bệnh tuyến trên chẩn đoán, kê đơn thuốc điều trị sau đó được chuyển về để quản lý, theo dõi, cấp phát thuốc tại trạm y tế xã, ví dụ như thuốc điều trị HIV, lao, một số thuốc điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, theo nội dung tại cột ghi chú phụ lục 1 ban hành kèm theo thông tư 20/2022/TT-BIT ngày 31/12/2022. Khi được quỹ bảo hiểm y tế chi trả trong phạm vi được hưởng và mức hưởng quy định trên thẻ bảo hiểm y tế của người tham gia,